Hello, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì tiếc gì cho em nó một like nè, một chia sẻ nè, một đăng ký kênh để ủng hộ video nha các anh em. Thì hôm nay mình sẽ vào và review, chia sẻ cho các anh em một cái thủ thuật. Cũng không cái gì mà cao sang lắm, là một cái thủ thuật để kiếm một cái vũ khí full cùi bắp tại cái con game là Mu Chao. Thì trước mặt của các anh em là mình là Dashkin nha, chứ không phải mình Magit đâu. Canh Magit nè, anh cực kỳ đẹp tại cái server này rồi. Thậm chí luôn mình đánh giá cực kỳ cao với anh Magit nè. Anh biết phối đồ từ là set đồ nè, từ cây kiếm nè, và từ với cái viên không năng cao và tăng bốc anh Magit nữa. Và đi thẳng vô vấn đề để cho các anh em biết làm sao để kiếm được một cái vũ khí full hai dòng vàng. Full là nó, ví dụ là nó như gì nè các anh em, mình sẽ vào demo cho các anh em xem. Đây, full là nó sẽ có những cái dòng vàng nha, chứ không phải là full mà ở dưới là như ví dụ là 250 hoặc là 107 hoặc là 10% các kiểu nha. Mình sẽ kiếm được những cái dòng vàng để ghép vô những cái vũ khí như vậy. Đây mình đang sở hữu một cặp vũ khí là kiếm gồng cấp 2. Các anh em thấy không? Cực kỳ đẹp không? Set đó thì set lõm nha các anh em. Tại vì skin mà phối với gồng xanh thì nó quá huyền thoại rồi các anh em ạ. À, đây mình có một cái dây chuyền bonus thì không biết mình có review chưa. Thì hôm nay mình vào mình cho các anh em xem lại. Và như những cái vũ khí như gì mình có thể ghép được những dòng vàng vào. Những dòng vàng đó mình ghép từ đâu? Các anh em hãy từ từ xem nha, đừng có tua là các anh em sẽ biết nha. Sẵn đây mình sẽ review hết cho các anh em xem là một cây Dashkin của mình nó chưa có phù hợp cho mấy. Chừng nữa mình sẽ kiếm một cái cây vũ khí ghép dòng vàng và một cái khiên cho các anh em xem là nó sẽ như thế nào nha. Tiếp tục đi thẳng vô vấn đề chính là các anh em hãy vào cái quán login cho mình. Thì hiện tại mình đang ở server đó là Mage. Vào server Mage thì các anh em hãy vào đây. Mua cho mình thật nhiều cái đá là Lifer, là ngọc sinh mệnh đó các anh em, là nó sẽ đập lên cái phần trăm nếu mà vũ khí á, là tăng tấn công, còn mà set đồ á, là nó sẽ tăng phòng thủ. Các anh em mua càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt nha. Khi mua cái này rồi thì các anh em sẽ biết đập vào đâu, muốn đập vào áo thì đập, muốn đập vào vũ khí thì đập. Hôm nay mình sẽ đập vào vũ khí để kiếm những dòng vàng cho vũ khí để mình đeo lên nó có màu mè chút xíu các anh em ạ. À, thậm chí là nó sẽ có tăng đam luôn nha, sẽ có tăng đam nếu các anh em đã cộng đủ cái điểm để kích được cái vũ khí đó lên, hoặc là đủ cái lever để dùng được cái vũ khí đó thì nó sẽ tăng đam tuyệt đối cho các anh em. Không phải là người ta bỏ cái dòng vàng này phí như vậy đâu, thật sự dòng vàng này cũng có tăng đam nha các anh em. Thì các anh em hãy mua thật nhiều vào cho mình. Khi mà mua xong á thì các anh em hãy đi lại cái gương đồ, mình sẽ chỉ luôn cho các anh em xem là cái món đồ nào nó sẽ được ghép vào cái dòng vàng đó nha. Và đầu tiên thì mình sẽ test với cái vũ khí kiếm gồng 2 của mình xem nó có lên không nha các anh em. Thì các anh em hãy đập cho mình đủ là lên 28, nếu nó không lên là nó sẽ không có nha, nó quầy vốn như trời. Còn nếu mà nó lên là nó sẽ phật lên liền nha các anh em. Như vậy là kiếm gồng 2 của mình nó đã không có được ảo quá ra các anh em ơi, không được ảo quá nha. Tiếp tục mình sẽ lại kho đồ mình lấy tiếp cái vũ khí khác nha các anh em. Thì kho đồ mini của mình chỉ vậy thôi các anh em ạ. À, mình đã kiếm được ba cái món đồ của ALL Class nhưng mà đập muốn gãy tay luôn, nó không ra được một cái tay và một cái quần đùi, nên mình chừa những cái này nha để event lần sau. Thì các anh em muốn biết event nó diễn ra như thế nào thì nó sẽ diễn ra vào thứ sáu hàng tuần 6:30 bắt đầu event cho tới khi nào mà hết event. Các anh em có thể vào văn thỏ thích nha các anh em. Tiếp tục là mình sẽ đập một cái vũ khí là dùng cho ba class đó là Dashkin và Deadlord và Magit nha các anh em. Thì tiếp tục mình sẽ bỏ vào thùng đồ, mình sẽ ra mình ghép vào thử coi nó có lên hay không. Đây là một vũ khí cũng được ở trong boss event nha các anh em. Khi mà event thứ sáu là sẽ quăng ra được những vũ khí như vậy là cuối cùng nó cũng không lên các anh em ạ. À, vũ khí này cũng cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp luôn nhưng mà nó cũng không lên nha các anh em. Để mình ghép hết cái chị 7 viên ly phe vào thử coi coi nó có lên hay không. Nếu nó không lên thì mình tiếp tục mình đổi vũ khí khác nha các anh em. Vì đây là một cái demo để mình test ba loại vật phẩm thử coi cái nào nó sẽ thêm được dòng vàng để cho các anh em xem. Thì trước mắt là mình ghép vào hai cái vũ khí đó là một cây chùy và một cái kiếm gồng 2 thì nó đã không lên dòng vàng. Thì tiếp tục mình sẽ đi vào kho đồ mình lựa những vũ khí khác thử xem coi cái vũ khí nào nó lên dòng vàng, và các anh em hãy chờ và theo dõi nha các anh em. Và ở đây thì mình có một cái khiên full và nó đã có full dòng vàng, thì mình sẽ kiếm thêm một cái vũ khí để mình gáp lên để cho nó thêm một chút phần sức mạnh để cho nó sướng các anh em ạ. À, nhưng mà tự giờ mình đập
hai ba cái vật phẩm rồi nó chưa ra, thì những cái vật phẩm nào nó chưa ra thì mình không có quay để up lên cho các anh em xem, những vật phẩm nào ra thì mình sẽ up nha. Và tiếp tục là còn cặp vũ khí cuối cùng là hai cây kiếm, mình sẽ lấy ra cho các anh em xem và biết luôn là cái cây kiếm này nó sẽ có lên hay không. Theo mình là cây kiếm này lên nha, vì mình đã test rồi, tại làm cho các anh em là hóng trong rồi tò mò vậy thôi, chứ thật sự là cặp kiếm này nó sẽ lên nha các anh em. Mình sẽ lấy ra, mình sẽ test cho các anh em xem là nó sẽ lên dòng vàng như thế nào, các anh em chờ mình nha. Không để cho các anh em chờ lâu là sẽ một phát ăn luôn nha các anh em. Và mình sẽ làm cho các anh em đây, thấy không? Đây là nó sẽ thêm được hai dòng vàng để cho các anh em tăng được một số sát thương nho nhỏ cho class của mình đang dùng. Thì đây là vũ khí mà nó có thể là đập ly phe vào để tăng thêm dòng vàng, nói chung là tăng thêm sức mạnh. Nó muốn ra cái thuộc tính gì nó ra nha các anh em. Đây là vũ khí, các anh em hãy nhìn cho kỹ nha. Và anh ta có tên là Blade, thì các anh em hãy nhớ cái tên này và lụm cho mình thật nhiều vào để coi nó kích ra được dòng nào thì ra nha các anh em. Tiếp tục mình sẽ lấy thêm một cây nữa, mình sẽ làm cho các anh em xem. Nếu mà đúng cái vũ khí này, đúng cái tên này thì các anh em chỉ cần là một phát ăn luôn, chứ không cần mà biến tới biến lui hay là dời vị trí các kiểu. Nhiều khi dời nó cũng ra nó nha các anh em, tại vì cái game này thì nó ảo, nó ma rồi các kiểu các anh em ạ. Nó ảo thật các kiểu. Đây là tiếp tục là một cây nữa, như vậy là mình đã làm được một cặp nha. Và một cái ạt nhỏ là mình đã có test rồi, nhưng ạt lớn này mình làm nó cho các anh em xem vậy thôi, là cái cặp đúng cái vũ khí là Blade. Và đó là một cái vũ khí mà có thể đổi được thuộc tính nhờ qua cái việc đập ly phe. Thì chúc tất cả anh em chơi game thật vui vẻ và làm thành công là kiếm cho mình được một cái vũ khí. Tuy là nó không có cực kỳ ngon hay là whip gì hết, nhưng mà cũng có được những dòng vàng, những dòng đỏ để cho các anh em sở hữu được một cái ạt mình. Nó có những cái dòng full, như ví dụ là nhẫn, dây chuyền, viên đồ các kiểu nó full hết, thì các anh em sẽ nhìn vào cái ạt của mình nó sẽ sướng hơn với vị class của mình đang sở hữu. Và mình video này thì mình chỉ làm bên vũ khí, còn set đồ thì mình hẹn lại các bạn là ở clip sau mình sẽ kiếm những set đồ để cho nó ảo ra được những cái dòng vàng, thì mình sẽ up lên cho các anh em vào tham khảo nha. Những em nào mà Burgo chơi tại cái con game mua trao này có những thủ thuật gì hay, hãy comment góp ý vào kênh để giúp kênh càng ngày càng phát triển nha các anh em. Video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video nhiếp lần sau. Bye bye.